món pizza thanh long, để giải cứu nông sản trong dịch COVID-19. Những chiếc đế bánh pizza độc đáo, được sản xuất từ quả thanh long ruột đỏ trong chiến dịch giải cứu nông sản Việt bị ảnh hưởng bởi dịch virus corona. Pizza thanh long giá 55.000 đồng với mục đích hỗ trợ giải cứu nông sản chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Một cửa hàng, tại Hà Nội, đã sáng tạo ra món bánh pizza độc đáo với đế làm từ quả thanh long. Nhằm hưởng ứng chiến dịch giải cứu nông sản bị ảnh hưởng dịch virus corona một cửa hàng bánh ở hà nội đã sáng tạo ra cách làm bánh pizza với đế màu hồng tươi được làm từ quả thanh long ruột đỏ chia sẻ về ý tưởng độc đáo này anh hoàng tùng phụ trách chuỗi cửa hàng bánh pizza ở hà nội nói bắt nguồn từ phong trào giải cứu nông sản việt bị ảnh hưởng bởi virus corona tôi nghĩ ra cách đưa quả thanh long vào sản xuất các loại bánh tạo thành sản phẩm có giá trị cao hơn và giải cứu được số lượng thanh long nhiều hơn trước đó tôi biết thông tin một doanh nghiệp ở thành phố hồ chí minh làm bánh mì từ quả thanh long nên tôi nghĩ ngay đến đế bánh pizza cũng được làm từ nguyên liệu bột mì từ đó tôi bắt tay vào thử nghiệm sử dụng nguồn nguyên liệu từ quả thanh long để làm đế bánh pizza cho các loại nhân khác nhau anh hoàng tùng cho biết để có được pizza đế thanh long hoàn chỉnh anh hoàng tùng cùng đầu bếp phải nghiên cứu và thử nghiệm nhiều lần tuy nhiên những mẻ bánh đầu tiên liên tiếp gặp thất bại có mẻ bánh không lên, được màu, có mẻ còn vị chát, có mẻ đế bánh lại không nở theo đúng chuẩn. Sau 5 lần thử nghiệm cuối cùng công thức làm đế bánh pizza bằng quả thanh long, đã dần thành hình. Pizza thanh long, được mô tả là có vị ngọt thanh mắt, khác biệt bởi không trộn thêm đường như đế bánh truyền thống, nguyên liệu. Được nhập từ siêu thị, để đảm bảo rõ ràng nguồn gốc xuất xứ cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Những chiếc bánh này có phần đế, màu hồng tươi nhờ sự hòa trộn của thanh long đỏ, và bột theo công thức riêng của nhà hàng. Theo các đầu bếp, Việc khó khăn nhất trong việc làm pizza thanh long ruột đỏ là làm sao có thể tạo. Được đế bánh có đủ độ ngọt thanh, mà vẫn giữ, được sắc hồng của quả thanh long sau khi nướng lên. Phần topping bề mặt phía trên của bánh, vẫn, được chế biến tùy theo ý thích của khách hàng. Pizza thanh long có giá bán khá mềm. Bình thường, một chiếc bánh pizza có nhân, đường kính 22cm, 6 miếng giá 120.000 đồng, nhưng pizza thanh long có cùng kích cỡ chỉ 55.000 đồng một chiếc. Nhiều bạn nói tôi đọc không chuẩn đó là do tôi mới học lớp 1 ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.